Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Dầu Gió Xanh Con Ó, danh bất hư truyền qua nhiều thế hệ nhưng vẫn cần một sự đột phá. Giới thiệu Dầu Gió Xanh Con Ó dạng lăn mới với chai đựng nhỏ gọn, đầu lăn thép không gỉ cao cấp. Dầu Gió Xanh Con Ó dành cho mọi thế hệ. Lotus by Johnny Dũng là công ty dược mỹ phẩm đứng đầu trên thị trường hiện nay, chăm sóc sức khỏe và làn da cho mỗi quý vị, đặc biệt với dược thảo tinh túy Super Fucoidin và Super Collagen Made in Japan, hàm lượng cao nhất mang hữu hiệu 100% cho người dùng. Lotus giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 6, 2024. Sau đây là các bản tin chính. Thẩm phán Alito vắng mặt cho buổi làm việc tại Tối cao Pháp viện ngày thứ nhì liên tiếp. Tối cao Pháp viện ủng hộ luật cấm sử dụng súng dành cho các kẻ bạo hành gia đình. Buổi điều trần về tư cách hợp pháp của công tố viên đặc biệt Jack Smith. TikTok bóp méo sự thật về nguy cơ của việc phơi nắng. Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump chuẩn bị đối đầu trong cuộc tranh luận tuần tới ra sao? Cổ phiếu Trump Media đang rơi tự do, mất giá nhiều ngày liên tục. Cơ quan FEMA sắp cạn ngân quỹ khi thảm họa thiên nhiên đang gia tăng. Và cách tránh những bệnh do muỗi gây ra trong mùa hè năm nay. Thưa quý vị, đó là các tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần tin chi tiết, mở đầu với tin của anh Dũng. Thẩm phán tòa án tối cao ông Samuel Alito đã bỏ lỡ ngày làm việc thứ hai liên tiếp vào ngày hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 6. Trong khi các vị thẩm phán đồng nghiệp khác của ông đã đưa ra một số các ý kiến, trong đó có những phán quyết mang tính bước ngoặt liên quan đến tu chính án thứ hai. Sự vắng mặt của thẩm phán Alito đã bỏ lỡ việc công bố chính ý kiến của tối cao pháp viện trong hai ngày, và tòa án vẫn chưa đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào cho sự vắng mặt bất ngờ của ông ấy, và đây cũng là một điều bất thường. Trong những tuần lễ cuối cùng của tháng 6 thì thường thường người ta ghi nhận nó là những tuần lễ bận rộn nhất đối với các thẩm phán tại tối cao pháp viện. Mà năm nay cũng không ngoại lệ. Hơn một chục vụ án vẫn chưa được quyết định khi chỉ còn một tuần nữa là hết thời hạn. Là vì sau cái một tuần nữa thì các thẩm phán sẽ đi nghỉ hè và sẽ trở lại họp vào tháng 10 tới đây. Như vậy là tòa án sẽ phải gia hạn thời hạn sang tháng 7 nếu có bất kỳ ý kiến nào còn tồn đọng vào cuối tháng, khiến cho các thẩm phán phải nỗ lực hết sức để có thể bắt kịp một khối lượng công việc lớn của họ. Thẩm phán Alito là tác giả của ý kiến năm 2022. Thẩm phán Alito tác giả của ý kiến đưa ra 2022 để lật ngược án lệ Roe v. Wade thường được xếp hạng là một thẩm phán bảo thủ nhất tại Tối cao Pháp viện. Năm nay 74 tuổi và ông cũng là người tuổi lớn tuổi đứng hàng thứ hai sau thẩm phán Clarence Thomas. Ông ấy đã bị giám sát một cách chặt chẽ kể từ khi tờ New York Times gần đây đưa tin vào hồi tháng 5 rằng tại các tài sản cá nhân của mình như là các nhà nghỉ mát đã có treo những lá cờ liên quan đến phong trào Stop the Steal và một lá cờ khác được trưng bày trong cuộc tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đã được cắm và bay bên ngoài khu nhà nghỉ của ông Alito tại New Jersey. Thẩm phán Alito thì nói rằng vợ của mình đã chọn việc treo cờ và đã từ chối rút lui khỏi hai vụ án sắp được tối cao pháp viện lại giải quyết liên quan đến các cáo buộc hình sự ngày 6 tháng Giêng. Trước khi gia nhập vào tối cao pháp viện hồi đầu năm 2006, thẩm phán Alito là công tố viên Hoa Kỳ và là thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang. Tổng thống George W. Bush đã đề cử ông để thay thế cho thẩm phán Sandra Day O'Connor sau khi thẩm phán này nghỉ hưu năm 2005, và thẩm phán Alito đã được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận trong cuộc bỏ phiếu 58 phiếu thuận, 42 phiếu chống. Cũng liên quan đến Tối cao Pháp viện, thưa quý vị, Tối cao Pháp viện ủng hộ luật cấm sử dụng súng của kẻ bạo hành gia đình. Trong một phán quyết quan trọng hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 6, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã giữ nguyên luật liên bang cấm những kẻ bạo hành gia đình sở hữu súng.
Trong quyết định với 8 phiếu thuận trên 1 phiếu chống, Tòa án tối cao đã bác bỏ lập luận do các nhóm bảo vệ quyền sử dụng súng đưa ra rằng luật được đề cập đã vi phạm tiêu chí ngán thứ 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Quyết định này có thể giúp hỗ trợ các quy định tương tự về súng liên bang đã bị thách thức kể từ khi Tòa án tối cao mở rộng đáng kể quyền sử dụng súng vào năm 2022. Phán quyết năm 2022 đó đã dẫn đến sự nhầm lẫn đáng kể cho các thẩm phán tòa án cấp dưới khi xem xét những vụ kiện liên quan đến tù chính án thứ hai. Chánh án John Roberts đã ám chỉ điều đó bằng văn bản với ý kiến đa số và nói rằng các tòa án cấp dưới đã hiểu sai phương pháp thảo luận về các vụ án liên quan đến tù chính án thứ nhì gần đây của chúng tôi. Thẩm phán Clarence Thomas là người bất đồng quan điểm duy nhất. Thẩm phán đảng bảo thủ Clarence Thomas là người đưa ra phán quyết năm 2022 trong vụ án có tên là Hiệp hội Súng trường và Súng lục tiểu bang New York kiện Bruen. Ông Thomas đã viết, không có một quy định lịch sử nào biện minh cho đạo luật đang được đề cập. Vì mục tiêu có thể bảo đảm quyền lợi của một nhóm nhỏ của xã hội, quyết định này gây nguy hiểm cho các quyền dựa trên tu chiến án thứ hai của nhiều người khác. Vụ án liên quan đến Zaki Rahimi, người đã nhận tội sở hữu súng trái phép vi phạm luật vào năm 2021 trong khi đang bị lệnh cấm sở hữu vũ khí. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục và súng trường khi khám xét nơi ở của Rahimi liên quan đến ít nhất là 5 vụ xả súng, bao gồm cả việc sử dụng súng trường tấn công để bắn vào nhà của một người đàn ông mà anh ta đã bán ma túy. Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ thách thức về quyền sở hữu súng dựa trên tu chính án thứ hai của Rahimi và kết án anh ta hơn 6 năm tù giam trước khi vụ án được đưa ra tòa án thứ 5. Người vi phạm luật này có thể bị phạt tới 10 năm tù giam vào thời điểm mà Rahimi bị buộc tội. Nhưng sau đó thì hình phạt đã được tăng lên thành 15 năm. Hiệp hội Súng trường Quốc gia viết tắt là NRA gọi quan điểm này là hẹp hòi. Và một phát ngôn viên cho biết họ không đưa ra sự tán thành nào đối với luật cảnh báo Red Flag, điều mà nhóm NRA đã thách thức. Hiện tại thì NRA cho biết họ đang đấu tranh với hàng chục điều mà họ gọi là luật vi hiến trong hệ thống pháp luật nhằm thách thức quyền sở hữu và mang vũ khí của người Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Biden bảo vệ luật này và nói đây là luật quan trọng nhằm bảo vệ an toàn công cộng và các nạn nhân bị lạm dụng, thông thường là phụ nữ. Tổng thống Biden đề cao thành tích kiểm soát súng của mình rằng không ai từng bị lạm dụng, bạo hành, phải lo lắng về việc kẻ ngược đãi họ có súng. Nhờ phán quyết hôm thứ Sáu, những người sống sót sau bạo lực gia đình và gia đình của họ vẫn có thể tin tưởng vào những biện pháp bảo vệ quan trọng giống như họ đã có trong 3 thập niên qua. Trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos vào tháng 5 vừa qua, 75% cử tri đã ghi danh bầu cử, bao gồm 84% đảng viên Đảng Dân Chủ và 70% đảng viên Đảng Cộng Hòa nói rằng một người phải tuân theo lệnh hạn chế không được tiếp xúc gần người khác vì bạo lực gia đình thì không được phép sở hữu súng. Liên quan đến buổi điều trần ngày hôm nay dưới sự chủ tọa của thẩm phán Eileen Cannon, người ta cũng biết rằng nó đã có một cái cuộc điều trần liên quan đến những câu hỏi chung quanh tư cách được chỉ định làm công tố viên đặc biệt của công tố viên Jack Smith, được bổ nhiệm từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông Merrick Garland. Trong ngày hôm nay thì đôi lúc người ta đã thấy rằng bà thẩm phán Eileen Cannon tỏ ra nghi ngờ một số các lập luận của các luật sư từ phía cựu Tổng thống Trump rằng việc bổ nhiệm ông Jack Smith làm cố vấn đặc biệt không đáp ứng đủ các yêu cầu của hiến pháp. Tuy nhiên, bà cũng thể hiện sự ngờ vực chung đối với các công tố viên trong phiên họp kéo dài một ngày hôm nay, thứ Sáu. Các luật sư phía cựu Tổng thống Trump đang lập luận rằng ông Jack Smith, người đã đưa ra các cáo buộc để chống lại cựu Tổng thống tại Florida và Washington DC, đã được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt một cách bất hợp pháp. Trọng tâm các lập luận của cựu Tổng thống là tuyên bố rằng Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland không đủ thẩm quyền pháp lý để bổ nhiệm một người nào đó làm cố vấn đặc biệt chưa được Thượng viện xác nhận. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì cho biết Tổng trưởng lý có nhiều thẩm quyền để bổ nhiệm các quan chức cấp dưới, bao gồm cả các công tố viên đặc biệt. Thẩm phán Cannon đã chuẩn bị hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cho hai phía, cả luật sư bào chữa và các công tố viên ngày hôm nay, và đồng thời đã thúc đẩy luật sư của cựu tổng thống cần phải bảo vệ các tuyên bố của cựu tổng thống rằng quan điểm của công tố viên đặc biệt Jack Smith giống như là một đã được điều khiển bởi một chính phủ đứng trong bóng tối. Khi nghe lập luận từ phía luật sư của cựu tổng thống đưa ra chủ đề này, thì bà Cannon nói điều này nghe có vẻ rất đáng ngại. Nhưng bà lại hỏi ngược lại luật sư Emil Bove của cựu tổng thống Trump, nhưng ý của ông thực sự là gì?
luật sư Bove đã không trả lời trực tiếp câu hỏi nhưng lại lập luận rằng công tố viên Smith đã được bổ nhiệm không phù hợp. Và ông Bove cũng nói rằng cần có một phiên điều trần bổ sung về vấn đề này, có thể bao gồm các lời khai liên quan đến mối quan hệ giữa Garland và ông Jack Smith, và lập luận rằng cả hai đều nói rằng Smith hành động độc lập và không chịu sự chỉ đạo của Garland. Thẩm phán Cannon lưu ý là có một hệ thống quản lý mà ông Jack Smith vẫn phải tuân theo, và luật sư Bove đã phản bác rằng ông Jack Smith vẫn không báo cáo cho bất kỳ ai. Cách giải quyết vụ việc của thẩm phán Cannon trong thời gian gần đây đã được theo dõi một cách chặt chẽ và đã có nhiều nhà phê bình cho rằng bà đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết thách thức pháp lý từ cựu tổng thống và có vẻ như hỗ trợ ông tìm cách trì hoãn bất kỳ phiên tòa nào để có thể những phiên tòa đó được xét xử sau cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Tờ New York Times hôm thứ Năm đã đưa tin là đã có hai thẩm phán liên bang ở miền Nam Florida, bao gồm cả chánh án quận, đã thúc giục thẩm phán Cannon nên từ bỏ việc giám sát việc truy tố hình sự khi cô lần đầu tiên được giao vụ án tài liệu mật năm 2023. Nhưng bà Cannon đã từ chối. Chuỗi phiên điều trần sẽ được tiếp tục vào ngày thứ Hai tới đây với một số các tranh luận liên quan đến yêu cầu của các công tố viên là lệnh bịt miệng chống lại cựu tổng thống và lập luận của cựu tổng thống rằng công tố viên đặc biệt đang được tài trợ một cách bất hợp pháp. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Kế đến là bản tin về TikTok bóp méo sự thật về nguy cơ của việc phơi nắng. Các chuyên gia y tế đang cảnh báo rằng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội không phải là nguồn thông tin y tế đáng tin cậy. Khi phần lớn đất nước Mỹ đang phải đối mặt với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè, các chuyên gia y tế lo ngại về những tin nhắn sai sự thật và có thể nguy hiểm đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Trong một video, một người có ảnh hưởng trên TikTok nói rằng mọi người không nên thoa kem chống nắng đã được thích tới 36 triệu lần. Một người khác trên TikTok thì đưa ra một thông điệp được hàng triệu người xem nói rằng những người dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời sẽ ít bị cháy nắng hơn. Một người sử dụng TikTok khác với 76.000 người theo dõi khẳng định trong một bài đăng được đánh dấu gần 4.000 lần rằng mặt trời không gây ung thư da. Và một TikToker khác với hơn 4 triệu lượt thích tuyên bố làm mát da có thể giúp ngăn ngừa cháy nắng. Khi tôi cảm thấy da mình bắt đầu nóng lên dưới ánh nắng mặt trời, tôi sẽ đi xuống biển hoặc xuống hồ bơi và tôi sẽ hạ nhiệt. Các bác sĩ lo ngại những thông tin sai lệch này có thể dẫn đến các trở ngại về sức khỏe của công chúng. Các chuyên gia cho biết những khẳng định như vậy đi ngược lại nhiều cuộc nghiên cứu khoa học kéo dài hàng thập niên về sự nguy hiểm của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và vai trò bảo vệ của kem chống nắng. Theo Tổ chức Ung thư da, cơ quan hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, bức xạ tia cực tím hoặc là UV là chất gây ung thư đã được chứng minh ở người, gây ra ung thư biểu mô tế bào vẩy, ung thư biểu mô tế bào đáy và khối u ác tính. Tia cực tím E hoặc là UVA có tia sóng dài và tia cực tím B có tia sóng ngắn UVB xuyên qua tầng ozone và có thể gây phỏng, tổn thương và lão hóa da ngay cả trong những ngày trời có nhiều mây. Bác sĩ Kathleen Suozzi là bác sĩ phẫu thuật da liễu tại trường Yale nói rằng bức xạ UV có cả UVA và UVB và chúng tôi biết rằng cả hai loại này đều làm hỏng DNA trong tế bào da của người. Những đột biến này tích tụ theo thời gian và sau đó dẫn đến ung thư da, có thể nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể cũng như tạo ra những nếp nhăn, đốm nám và các dấu hiệu lão hóa da khác. Các bác sĩ chuyên khoa da khuyên rằng để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, chúng ta nên đội nón, đeo kính râm và mặc quần áo che cơ thể, cùng với thoa kem chống nắng và ở trong bóng râm trong thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tức CDC cho biết, chưa đến 10% nam giới và 30% nữ giới dưới 30 tuổi sử dụng kem chống nắng đúng cách. Anh nghe cái tin này có sợ không? Rất là sợ. Rất là sợ. Bây giờ thông tin sai lệch như vậy mà giới trẻ thích coi lắm, cho nên họ không hiểu rồi cứ thế mà họ lan truyền. Tức là share, những cái thông tin mà hay đưa lên trên các cái trang mạng xã hội hiện nay, phần lớn ngày xưa thì nó được những cái hãng thông tấn hoặc là những cái chuyên gia hoặc là những cái tạp chí chuyên ngành người ta đưa ra và có trách nhiệm với nó. Nhưng mà tại các mạng xã hội không có trả tiền tác quyền. Đấy.
Còn bây giờ thì bất kỳ ai cũng có thể trích dẫn bất cứ ở đâu cái nguồn gốc không rõ ràng, và những cái bài viết nhiều người tưởng đó là một bài hay, đúng, nhưng mà thực sự nó lại không có, có đúng từ thực tế như vậy. Mà tiếng Việt Nam hay nói là câu view đó, họ nhiều khi chỉ nói ngược lại với lại tin thật để cho người ta xem thôi, không có ý nghĩa gì cả. Mình không biết được cái nguồn gốc chính thức của nó như thế nào, do đó nó tạo ra nhiều cái hiệu ứng mà có thể sẽ không lường được. Và vì vậy cho nên lên mạng xã hội chúng ta chỉ giải trí thôi, chứ đừng có tin tưởng bất cứ một cái thông tin. Còn sau khi chúng ta đã xem thông tin đó thì chúng ta phải có thể ít nhất là mình Google và mình kiểm chứng coi những cái nguồn của nó nằm ở đâu. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến cuộc tranh luận vào tuần tới giữa hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Trump, người ta hiện nay đang nhìn thấy rằng là cả hai ứng cử viên đang chuẩn bị một cách ráo riết. Về phía Tổng thống Joe Biden thì có lẽ như ông đang bắt đầu giai đoạn chuẩn bị một cách căng thẳng vào ngày hôm nay thứ Sáu tại trại David dành cho cuộc tranh luận Tổng thống, mà theo nhận định là một cuộc tranh luận Tổng thống quan trọng nhất trong nhiều thập niên qua. Thành viên của của đảng Dân Chủ năm nay 81 tuổi nhận thức được rằng ông không thể có một màn trình diễn kém cỏi khi đối mặt với đối thủ đảng Cộng Hòa Donald Trump trong suốt 90 phút trên đài truyền hình trực tiếp diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới đây. Các đội ngũ của Tổng thống Biden dự kiến là sẽ có những cuộc tấn công một cách mạnh mẽ vào sức mạnh thể chất và tinh thần, thành tích kinh tế và thành tích cá nhân của ông Biden. Đồng thời, cái vấn đề nhập cư và thậm chí cả chuyện gia đình của Tổng thống Joe Biden cũng sẽ bị tấn công. Trong khi đó, thì cựu Tổng thống Trump năm nay 78 tuổi luôn luôn là một người có vẻ rất tự tin, đã tiếp tục chiến dịch tranh cử trước khi đến khu bất động sản của mình tại Florida vào tuần tới, để có thể tham gia vào các cuộc họp riêng trong 2 ngày như một phần của một quy trình chuẩn bị không chính thức. Các đồng minh của phía cựu Tổng thống hiện nay đang thúc đẩy ông cần tập trung vào các kế hoạch điều hành của mình, nhưng mong đợi là ông sẽ được kiểm tra bằng các câu hỏi rõ ràng về sự tập trung không ngừng vào vấn đề gian lận bầu cử, vai trò của ông trong việc làm xói mòn quyền phá thai và hành trang pháp lý chưa từng có của ông ấy. Cuộc tranh luận của đài CNN sẽ đầy rẫy những điều đầu tiên, và nó sẽ có khả năng định hình lại các cuộc đua tổng thống trong tương lai. Chưa bao giờ trong kỷ nguyên hiện đại lại có hai ứng cử viên được cho là sẽ gặp nhau trên sân khấu tranh luận sớm như thế trong mùa tổng tuyển cử. Chưa bao giờ hai ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc lại đối đầu ở một độ tuổi cao như vậy, với nhiều câu hỏi về sự sẵn sàng của họ. Và chưa bao giờ một người tham gia tranh luận tổng tuyển cử tổng thống lại bị kết án trọng tội. Cuộc họp giai đoạn tranh luận diễn ra chỉ 2 tuần trước, khi cựu tổng thống dự kiến sẽ bị kết án về 34 tội nghiêm trọng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở tại New York. Một chiến lược gia thuộc đảng Dân Chủ Jim Messina, 54 tuổi, người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Barack Obama, nói: quý vị có thể cho rằng đây sẽ là một cuộc tranh luận quan trọng nhất. Vâng, tôi đồng ý. Ít nhất tôi cũng thấy cuộc tranh luận để tranh cử vào chiếc ghế Tổng thống này là một cuộc tranh luận ít nhất quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Sang một tin về cổ phiếu Trump Media đang rơi tự do, mất giá nhiều ngày liên tục. Cổ phiếu của Trump Media tiếp tục lao dốc. Cổ phiếu của công ty của cựu Tổng thống Donald Trump và chủ sở hữu của trang mạng điện toán Truth Social đã giảm thêm 14% hôm thứ Năm. Trump Media hiện nay đã mất gần một nửa giá trị thị trường kể từ ngày 30 tháng 5. Cuộc bán tháo cổ phiếu nghiêm trọng đã xóa đi gần 3 tỷ Mỹ Kim giá trị tài sản ròng của ông Trump. Cựu Tổng thống là cổ đông có sức chi phối công ty và sở hữu gần 65% cổ phần. Đợt bán tháo kéo dài nhiều tuần lễ đã tăng tốc độ nhanh chóng sau khi công ty này thông báo đã nhận được sự chấp thuận của Sở Mậu Dịch Liên bang, tức là SEC, cho một hành động có nguy cơ làm giảm giá trị của các cổ phiếu do các cổ đông đang nắm giữ. Các nhà phân tích cảnh báo rằng Trump Media vẫn còn chịu nguy cơ bị tổn thất nặng nề hơn nữa. Công ty đằng sau Truth Social ra mắt trên chỉ số Nasdaq với tên là DJT vào cuối tháng 3 đã kết thúc ngày giao dịch với mức tăng hơn 3% hôm thứ Sáu, với giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 27.66 Mỹ Kim một cổ phiếu. Cổ phiếu Trump Media đã giảm tới 6% trước đó trong ngày, nhưng rồi cổ phiếu đã được mua lại và trong giờ giao dịch cuối cùng. Điều này đã đảo ngược khoản lỗ trong ngày và tạm dừng đà trượt dốc kéo dài một tuần lễ đối với công ty công nghệ và truyền thông của cựu Tổng thống Donald Trump. Mức tăng khiêm tốn hôm thứ Sáu sau đợt giảm mạnh hôm thứ Năm, khi cổ phiếu của Trump Media giảm gần 15%, và vào thứ Ba khi cổ phiếu đóng cửa giảm gần 10%.
Ngày thứ tư là ngày thị trường đóng cửa để mừng lễ kỷ niệm Juneteenth. Giá cổ phiếu của Trump Media đã tăng vọt kể từ khi ra mắt công chúng, khi các nhà đầu tư bán lẻ và người bán khống mua và bán công ty gắn liền với ứng cử viên tổng thống, được cho là gây tranh cãi của Đảng Cộng Hòa. Nhưng xu hướng trong 3 tuần qua luôn luôn là tiêu cực. Cổ phiếu đã mất gần một nửa giá trị kể từ ngày 30 tháng 5, khi một bồi thẩm đoàn tại New York kết án ông Trump 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để thao túng cuộc bầu cử năm 2016. Ngân sách của cơ quan FEMA cho thấy rằng Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai, viết tắt là DRF, đã sắp cạn kiệt vào tháng 8 tới đây. Và đó cũng chính là thời điểm cao điểm của mùa bão Đại Tây Dương mà Trung tâm Báo Bão Quốc gia dự báo là sẽ rất bận rộn. Cuối năm tài chính vào ngày 30 tháng 9 tới đây thì FEMA dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 6.281 tỷ Mỹ Kim. Và ước tính này dựa theo mức trung bình 10 năm. Nhưng cơ quan FEMA sắp ra mắt vào năm 2013 một cái thời điểm lập kỷ lục về số thảm họa trị giá hàng tỷ Mỹ Kim cao nhất. Nó gây thiệt hại đến 92.9 tỷ Mỹ Kim. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố, kể từ hồi đầu năm 2023 thì cơ quan FEMA đã dự đoán rằng số dư quỹ cứu trợ thiên tai không đủ để đáp ứng các yêu cầu. Và để giảm thiểu các rủi ro này thì FEMA đã ưu tiên nỗ lực xác định và thu hồi số tiền dư thừa từ các hợp đồng, khoản tài trợ và nhiệm vụ bắt buộc trước đây. Thông qua các nỗ lực này, FEMA đã thu hồi được hơn 6 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, FEMA sẽ tiếp tục thu hồi các khoản tiền không cần thiết. Và tuy nhiên như vậy thì nó cũng sẽ không đủ để ngăn cái quỹ cứu trợ thiên tai bị cạn tiền. Ngay trong năm 2024 thì Hoa Kỳ đã chứng kiến một thảm họa trị giá 11 tỷ Mỹ Kim. Nhiều thảm họa trị giá 11 tỷ Mỹ Kim tính cho đến tháng 5. Con số này chỉ kém 2 so với cùng kỳ lập kỷ lục vào năm 2023. Tuy nhiên, FEMA không chỉ đề cập đến các thảm họa trị giá hàng tỷ Mỹ Kim của cơ quan báo bão, các cơ quan tiên đoán thí tượng, mà các thống đốc có thể nộp đơn yêu cầu thảm họa sau khi Tổng thống đưa ra tuyên bố thảm họa liên bang. Người ta thấy là ngay sau cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm nay là cơn bão Alberta, hiện nay đang chuẩn bị đổ vào các khu vực của bờ biển miền đông của Mỹ Tây Cơ, thì có vẻ như những hồi chuông cảnh báo đang vang lên liên quan đến tình trạng tài trợ để cứu trợ thiên tai của FEMA. Hiện nay thì người ta ghi nhận là số lượng bão trong mùa bão năm nay tại khu vực Đại Tây Dương, vùng vịnh Mexico và một số các nơi khác, chẳng hạn như khu vực Thái Bình Dương, là sẽ có những cái trận bão rất lớn và cường độ rất cao, và điều này có thể làm gia tăng sự thiệt hại đáng kể. Trong khi đó thì trên đất liền, chúng ta cũng đã chứng kiến trong nhiều ngày vừa qua một số tiểu bang thì vì nắng nóng và đã có nhiều đám cháy. Trong khi đó thì một số các tiểu bang lại gặp lũ lụt và một số lại gặp cuồng phong và bão tố. Và chắc chắn từ đây cho đến khi hết mùa thiên tai, Hoa Kỳ sẽ còn đón nhận rất nhiều các sự thiệt hại. Và cuối cùng, bây giờ đang là mùa hè thưa quý vị. Sau đây là bản tin rất là hợp thời, đó là cách tránh những bệnh do muỗi gây ra trong mùa hè năm nay. Động vật nào được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, tức là CDC, coi là nguy hiểm nhất thế giới? Dù quý vị có tin hay không thì câu trả lời vẫn là đó là một con muỗi. Côn trùng có thể lây nhiễm tất cả các loại bệnh nguy hiểm tiềm ẩn, nhất là trong mùa hè hàng năm. Emily Speranza là chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Lerner của phòng khám Cleveland Clinic cảnh báo rằng chúng ta cần thận trọng hơn với muỗi vào thời điểm này trong năm vì đây là lúc chúng phổ biến nhất. Emily Speranza cho biết những loài côn trùng phiền toái này có nguy cơ lây nhiễm các bệnh như bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, siêu vi khuẩn, West Nile, sốt vàng da, bệnh Zika, chikungunya, v.v. CDC xác định rằng muỗi giết chết nhiều người hơn bất cứ một sinh vật nào khác trên thế giới. Chuyên viên nghiên cứu Emily Speranza giải thích thêm, có một số nhóm nhất định như là những người bị suy giảm miễn dịch, người già và người trẻ có nguy cơ cao hơn. Vậy thì làm sao để bảo vệ chống muỗi? Hãy che kín da khi ra ngoài trời. Bạn cũng có thể mặc quần áo và dụng cụ tẩm permethrin để ngăn ngừa bị muỗi cắn. Sử dụng thuốc chống côn trùng đã được cơ quan bảo vệ môi trường chấp thuận và loại bỏ những vũng hoặc là chậu nước đọng xung quanh nhà vì đó là nơi côn trùng thích sinh sản. Emily Speranza khuyên bạn cũng nên thận trọng khi đi du lịch vào mùa hè năm nay vì các khu vực ấm hơn gần xích đạo có xu hướng có nhiều muỗi hơn, do đó có xu hướng có nhiều bệnh truyền nhiễm cao hơn.
Năm ngoái, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, đã phê duyệt loại thuốc chích ngừa đầu tiên bảo vệ chống lại siêu vi khuẩn chikungunya lây truyền qua mũi. Loại thuốc chủng này được phê duyệt cho những người từ 18 tuổi trở lên, là những người có nguy cơ cao hơn của việc tiếp xúc với siêu vi khuẩn. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Fest Tonight ngày hôm nay với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ hai tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Fest Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng là công ty dược mỹ phẩm đứng đầu trên thị trường hiện nay, chăm sóc sức khỏe và làn da cho mỗi quý vị, đặc biệt với dược thảo tinh túy Super Fucoidin và Super Collagen Made in Japan, hàm lượng cao nhất mang hữu hiệu 100% cho người dùng. Lotus giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời. Dù gió xanh còn ó, danh bất hư truyền qua nhiều thế hệ nhưng vẫn cần một sự đột phá. Giới thiệu dù gió xanh còn ó dạng lăn mới với chai đựng nhỏ gọn, đầu lăn thép không gỉ cao cấp. Dầu gió xanh còn ó dành cho mọi thế hệ. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart. Điện thoại 714-756-0946. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Dầu gió xanh còn ó danh bất hư truyền qua nhiều thế hệ nhưng vẫn cần một sự đột phá. Giới thiệu dầu gió xanh còn ngõ dạng lăn mới với chai đựng nhỏ gọn, đầu lăn thép không gỉ cao cấp, sử dụng mọi lúc mọi nơi cùng công thức tin dùng trong một diện mạo khác biệt, cũng giống như bà Nguyễn và cháu gái Nguyễn. Nào, mời dùng thử. Thấy chưa, tuy hai mà một. Dầu gió xanh còn ó dành cho mọi thế hệ. Văn phòng quốc tịch Mỹ có những chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau: nhận làm visa thẻ xanh cho tất cả mọi trường hợp. Khi quý khách mở một bộ hồ sơ thi quốc tịch được tặng 2 bộ hồ sơ du lịch, mở một bộ hồ sơ bảo lãnh được tặng 1 bộ hồ sơ du học. Đặc biệt với chương trình không thi vẫn có quốc tịch, tù tội vẫn có quốc tịch, có lớp thi quốc tịch 1 kèm 1, nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc văn phòng tại Lido Sài Gòn, lầu 2 bên trong chợ Sài Gòn Supermarket, văn phòng Việt Nam, tòa nhà Bitexco, quận 1 Sài Gòn. Chúng tôi quyết tâm không để cho bất cứ người Việt nào sống trên đất Mỹ mà không có quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ trân trọng, kính mời. Nói đến collagen là nhắc về sự trẻ hóa, đẩy lùi già nua. Chỉ có Lotus Super Collagen 100% Made in Kobe, Nhật Bản, giúp mái tóc mượt mà, làn da mịn màng, tươi mát, tự tin và xương khớp dẻo dai, tim mạch nội tạng bên trong khỏe mạnh. Với Super Collagen kết hợp chung với tổ yến thượng hạng, mật trà hoa nữ, sụn cao mập trở thành một công thức Super Collagen có yến plus liều lượng 27.500mg. Mùi thơm thiên nhiên ngào ngạt quyến rũ, sảng khoái cho người dùng với short peptide dễ vỡ, mang sự thẩm thấu gần như tuyệt đối. Hân hạnh giới thiệu đến quý vị Super Collagen có yến thượng hạng 27.500mg để ông vua collagen qua số điện thoại miễn phí 1-855-955-6887 cũng như website johnnydung.com và Lotus, we bring you the best of life.